Nguyễn Chánh Thi, chuyên gia đảo chính, ăn cháo đá bát. Chào mừng các bạn đến với Chân Dung Lịch Sử. Các bạn thân mến, phần lớn sĩ quan từng phục vụ dưới quyền vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn đều không được Ngô Đình Diệm tin dùng. Nhưng có một nhân vật rất đặc biệt, không những được Ngô Đình Diệm trọng dụng và ngay sau đó đã ăn cháo đá bát và được tạp chí Time của Mỹ ví như một chuyên gia đảo chính. Không ai khác, đó chính là Nguyễn Chánh Thi. Hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu về nhân vật này trong video ngày hôm nay nhé! Một, tiểu sử và cuộc đời binh nghiệp. Nguyễn Chánh Thi sinh ngày 23 tháng 2 năm 1923 trong một gia đình gia giáo nề nếp tại làng Dương Nỗ, Phú Vang, Thừa Thiên, miền Trung Việt Nam. Thân phụ ông đương thời là công chức và cũng là cựu binh trong quân đội Pháp. Ông tốt nghiệp trung học phổ thông chương trình Pháp tại Huế với văn bằng thành trung. Cha của ông là cụ Nguyễn Chánh Tâm, tên gọi khác là Nguyễn Chánh Dung, nguyên là công chức ngoại ngạch cho chính quyền thuộc địa Pháp. Cụ cũng đã từng tham gia quân đội Pháp trong Thế chiến thứ nhất. Mẹ là cụ Tạ Thị Nay, em trai là trung tá Nguyễn Chánh Hàm, sinh năm 1935 tại Thừa Thiên, tốt nghiệp khóa 14, võ bị Đà Lạt. Các con là Nguyễn Chánh Lập, Nguyễn Chánh Minh, Nguyễn Chánh Hiền và Nguyễn Thị Hoàng Yến. Theo truyền thống của cha, năm 1941, ông gia nhập quân đội Pháp khi mới có hơn 17 tuổi, mang số quân 43/232-579. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, khi Nhật đảo chính Pháp, ông cùng nhiều binh sĩ trong quân đội Pháp bị bắt giữ. Tháng 8 năm đó, lợi dụng khi Việt Minh cướp chính quyền, ông đã đào thoát nhưng lại bị du kích Việt Minh bắt giam tại Ba Tơ, Quảng Ngãi. Mãi đến khi Pháp tái chiếm Đông Dương và tấn công lên Ba Tơ, lợi dụng sơ hở, ông trốn thoát và trở về chiến đấu cho quân đội Pháp. Năm 1949, ông được cử theo học khóa huấn luyện sĩ quan ở trường võ bị địa phương Nam Việt tại Vũng Tàu, Cap Saint-Jacques, nhằm bổ sung các sĩ quan người Việt cho quân đội Liên Hiệp Pháp. Sau 8 tháng thụ huấn, tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy, ông được chọn vào lực lượng nhảy dù, tham gia nhiều cuộc hành quân tại chiến trường Bắc Kỳ. Tháng 6 năm 1951, sau hơn nửa năm quân đội quốc gia thành lập, ông chuyển ngạch phục vụ được giữ chức vụ đội trưởng đội biệt kích số 1 của tiểu đoàn 1 nhảy dù. Đầu năm 1952, ông được thăng cấp trung úy tại nhiệm. Ngày 22 tháng 3 năm 1954, ông được điều về lực lượng ngự lâm quân của quốc trưởng Bảo Đại, giữ chức vụ đại đội trưởng thuộc tiểu đoàn 2 ngự lâm quân ở Đà Lạt. Tháng 6 cùng năm, ông được thăng cấp đại úy và được cử giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 ngự lâm quân. Sau đó, ông được cử đi học khóa trung đoàn trưởng tại Trung tâm Nghiên cứu Quân sự Hà Nội. Sau khi Ngô Đình Diệm về nước nắm quyền Thủ tướng Quốc gia Việt Nam, ông thuộc nhóm sĩ quan ủng hộ Thủ tướng Diệm, làm thất bại âm mưu đảo chính của tướng Nguyễn Văn Hình, vốn trung thành với quốc trưởng Bảo Đại. Phần lớn sĩ quan từng phục vụ dưới quyền vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn đều không được Ngô Đình Diệm tin dùng. Nhưng Nguyễn Chánh Thi là trường hợp đặc biệt. Ngày 22 tháng 4 năm 1955, ông được Thiếu tướng Lê Văn Tị, khi đó là Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Việt Nam, điều về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 nhảy dù. Sau khi bàn giao tiểu đoàn 1 ngự lâm quân lại cho đại úy Lý Trọng Mỹ. Tháng 8 cùng năm, ông được thăng cấp thiếu tá, bàn giao tiểu đoàn 5 nhảy dù lại cho đại úy Ngô Xuân Soạn. Ngay sau đó, ông được cử giữ chức tư lệnh phó liên đoàn nhảy dù do trung tá Đỗ Cao Chí làm tư lệnh. Trung tuần tháng 9, ông chỉ huy hai tiểu đoàn 1 và 5 nhảy dù tham gia chiến dịch Hoàng Diệu do đại tá Dương Văn Minh làm chỉ huy trưởng với nhiệm vụ tấn công quân Bình Xuyên ở khu vực trường Petrovsky và tiễu trừ quân Bình Xuyên tại rừng sát Cần Giờ. Ngày 26 tháng 10 năm 1955, Thủ tướng Diệm thực hiện cuộc trưng cầu dân Ý, phế truất quốc trưởng Bảo Đại, thành lập Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 6 tháng 11, trong dịp mừng lễ chiến thắng của chiến dịch Hoàng Diệu ở rừng sát, ông được thăng cấp trung tá tại nhiệm. Đầu tháng 3 năm 1956, ông được cử đi du học khóa chỉ huy và tham mưu tại Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ. Trước khi đi du học, ông được công du thăm viếng Sư đoàn 22, Bộ binh Hoa Kỳ đồn trú tại Hawaii. Ngày 1 tháng 9 năm 1956, mãn khóa học về nước, ông được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng liên đoàn nhảy dù, thay thế đại tá Đỗ Cao Chí. Ngày Quốc khánh đệ nhất Cộng hòa, 26 tháng 10 năm 1959, liên đoàn được nâng cấp và đổi tên thành Lữ đoàn nhảy dù. Ông được thăng cấp đại tá, trở thành tư lệnh đầu tiên của lữ đoàn này. 2. Lưu vong lần thứ nhất và trở về.
khi đi thăm Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan, Ngô Đình Diệm còn cho Nguyễn Chánh Thi tháp tùng với tư cách tùy viên quân sự. Gia đình Ngô Đình Diệm từng coi Thi như con em trong nhà. Tuy rất được Tổng thống Diệm tin dùng, nhưng ông vẫn tồn tại những bất mãn với chính quyền Tổng thống Diệm mà ông cho là gia đình trị và tham nhũng. Đáp lại ân sủng, ngày 11 tháng 11 năm 1960, Nguyễn Chánh Thi đã cầm đầu một nhóm sĩ quan trẻ gồm Trung tá Vương Văn Đông, Thiếu tá Nguyễn Triệu Hồng, Thiếu tá Phan Trọng Chính, Thiếu tá Nguyễn Huy Lợi, Đại úy Phan Lạc Tuyên, đảo chính nhằm hạ bệ anh em ông Diệm. Do có cấp bậc và chức vụ cao nhất nên ông được cử làm người đứng đầu của nhóm. Do lợi thế bất ngờ, quân đảo chính nhanh chóng làm chủ tình hình và kiểm soát một số vị trí quan trọng. Cuộc đảo chính có một số thành công bước đầu. Một số chính khách và đảng phái đối lập cũng tuyên bố ủng hộ và tập hợp lực lượng chính trị ủng hộ đảo chính. Tuy nhiên, do tổ chức kém, sự chần chờ và thiếu mục đích rõ ràng nên quân đảo chính sớm lâm vào thế thất bại. Quân đảo chính không chiếm được đài phát thanh, không ngăn chặn các cửa ngõ vào Sài Gòn, không cắt đường điện thoại từ trong dinh. Nhờ đó, Tổng thống Diệm đã liên lạc được với các sĩ quan còn trung thành với chính phủ, đề nghị tập hợp lực lượng để phản đảo chính. Bên cạnh đó, lợi dụng sự dao động trong mục tiêu của các chỉ huy, từ lật đổ chính phủ sang cải tổ chính phủ, Ngô Đình Diệm đã tìm cách kéo dài thời gian để liên lạc với những sĩ quan trung thành, gọi họ về cứu giá. Hôm sau, ngày 12 tháng 11 năm 1960, từ Mỹ Tho, Đại tá Huỳnh Văn Cao, Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ binh đã kết hợp với Sư đoàn 21 Bộ binh đóng ở Sa Đéc, do Đại tá Trần Thiện Khiêm làm tư lệnh, kéo quân về giải vây. Lúng túng, Vương Văn Đông đã tìm mọi cách liên hệ với đại sứ Mỹ là Elbridge de Brau để tìm hậu thuẫn. Đại sứ Elbridge de Brau đã thẳng thừng từ chối với lý do không dính vào nội bộ của Việt Nam. Cầm chắc thất bại trong tay, Nguyễn Chánh Thi, Vương Văn Đông, Nguyễn Triệu Hồng đã nhanh chóng cướp một máy bay DC-3, đồng thời bắt cóc Trung tướng Thái Quang Hoàng, Tư lệnh Quân khu Thủ đô và cưỡng ép phi công Phan Phụng Tiên lái và đưa họ đào thoát sang Campuchia xin tị nạn. Đại úy Phan Lạc Tuyên đào thoát bằng đường bộ qua biên giới. Sau khi kiểm soát được tình hình, Tổng thống Diệm đã trừng phạt nghiêm khắc với các chính sách và các sĩ quan tham gia hoặc ủng hộ đảo chính. Tuy nhiên, cuộc đảo chính cũng đánh dấu một thời kỳ báo hiệu sự suy sụp của chính quyền Ngô Đình Diệm, khi họ không chỉ có kẻ thù là những người cộng sản, mà còn có cả những người được xem là đồng minh trong cuộc chiến chống lại những người cộng sản. Những ngày trong trại tị nạn Mon Đi Vong, thực chất là trại giam lỏng ở Nam Vang, Campuchia, Nguyễn Chánh Thi phải làm nghề trẻ củi thuê để kiếm sống. Đông thì thân Pháp, Thi thì ghét Mỹ, ghét luôn cả Pháp. Họ thường xuyên chửi mắng nhau như chó với mèo. Số sĩ quan không thuộc phe nào đều nghiêng về phía Đông, tỏ ra coi khinh cách ăn ở và tính khí thô lỗ của Nguyễn Chánh Thi. Có lần Thiếu tá Nguyễn Huy Lợi không nhịn được đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Thi, nhưng bất phân thắng bại. Sau 3 năm lưu vong tại Campuchia, ngày 5 tháng 11 năm 1963, ông về nước sau khi nhận được tin cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Diệm do các tướng lĩnh cầm đầu đã thành công. Sau khi về nước, Nguyễn Chánh Thi được phục hồi hàm đại tá dưới chức vụ tư lệnh phó quân đoàn 1, kiêm quân khu 1 do Trung tướng Nguyễn Khánh làm tư lệnh. Ngày 30 tháng 1 năm 1964, Nguyễn Chánh Thi lại tham gia vào cuộc đảo chính, được ngụy trang bằng hai từ chỉnh lý, lật đổ Dương Văn Minh do Nguyễn Khánh cầm đầu. Năm ông tướng thân cận của Dương Văn Minh đang nắm giữ những chức vụ trọng yếu, đồng loạt bị bắt tại nhà riêng. Sáng hôm sau, Nguyễn Chánh Thi và Bộ Tổng Tham mưu thì gặp Thiếu tá Nguyễn Huy Lợi tại đó. Sực nhớ lại ân oán từ thời lưu vong tại Campuchia, Nguyễn Chánh Thi đã sấn tới bốc thẳng vào mặt Lợi một cú đấm. Lợi toàn đánh lại Thi, nhưng rồi chẳng biết tại sao ông ta lại dừng tay, quay lưng bỏ đi, trong khi Nguyễn Chánh Thi vẫn đứng hoa chân múa tay lu loa biện minh với mọi người. Tháng 5 năm 1964, để thưởng công phò trợ, Nguyễn Khánh đã cho Nguyễn Chánh Thi làm tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh kiêm khu 11 chiến thuật và thăng hàm chuẩn tướng. Thi thích xuất hiện trước đám đông, đắc chí khi được tâng bốc, nịnh hót, lại còn muốn chứng tỏ mình là bậc hảo hán, kiểu Lương Sơn Bạc. Đặc biệt ông ta rất khoái đọc diễn văn, ban huấn từ và tuyên bố lung tung. Một lần đi thị sát tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Chánh Thi bắt toàn bộ quân, cán, chính và các đoàn thể tụ tập đông đủ tại tòa hành chính tỉnh để ông ta lên lớp. Cử tọa phải bụm miệng khi nghe Thi lên giọng: "Đồng bào trong khu tôi." Cử tọa chưa nín được cười thì ông ta lại tiếp tục màu mè và bí đường: "Thưa đồng bào, quân với dân như cá với nước. Cá mà thiếu nước thì cá chết, còn nước mà thiếu cá. Nước mà thiếu cá thì... quá kỳ cục." Có một tay chuyên treo cờ xí, biểu ngữ và trang trí hội trường đang đứng sớ rỡ sau hàng cờ phướn,
nhanh nhảu nhảy ra hô to: "Hoan hô chuẩn tướng Nguyễn Chánh Thi!" Tiếng hô lặp lại 3 lần, buộc lòng mọi người phải đưa tay lên hoan hô theo. Đến bữa cơm trưa, Nguyễn Chánh Thi đã ra lệnh cho đại tá Nguyễn Ấm, tỉnh trưởng Quảng Trị, gọi anh chàng khéo nịnh này lên trình diện. Vài tuần sau, anh chàng này được đặc cách chức vụ phó ty thông tin. Không cần đắn đo, suy nghĩ, Nguyễn Chánh Thi vẫn tuyên bố ủng hộ hiến chương Vũng Tàu của Nguyễn Khánh, bất chấp hiến chương này đã bị các phong trào quần chúng và sinh viên học sinh phản đối kịch liệt, nhờ đó được Khánh thăng lên thiếu tướng. Ngày 13 tháng 9 năm 1964, một cuộc binh biến do Trung tướng Dương Văn Đức và Đại tá Huỳnh Văn Tồn cầm đầu đã nổ ra, đưa lực lượng của Sư đoàn 7 Bộ binh về Sài Gòn, đưa yêu sách hạ bệ tướng Khánh, bấy giờ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quân đội Cách mạng. Tướng Nguyễn Khánh sợ hãi, trốn vào Bộ Tổng tham mưu rồi lên máy bay để trốn về Đà Lạt. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu, lúc đó đang là tham mưu trưởng liên quân tại Bộ Tổng tham mưu, đã yêu cầu tướng Nguyễn Chánh Thi đem lực lượng Sư đoàn 1 giải cứu Sài Gòn. Tướng Thi nhờ có sự ủng hộ của các tư lệnh nhảy dù, thủy quân lục chiến và không quân nên đã nhanh chóng bức các lực lượng binh biến phải từ bỏ mục đích và rút lui. Nhờ công lao này, ngày 1 tháng 10 cùng năm, tướng Khánh đã bổ nhiệm ông vào chức vụ tư lệnh quân đoàn 1, thay thế thiếu tướng Tôn Thất Xứng, sau khi bàn giao Sư đoàn 1 bộ binh lại cho chuẩn tướng Nguyễn Văn Chuẩn. Ngày 19 tháng 2 năm 1965, chuyên gia đảo chính Lâm Văn Phát, đại tá Bùi Dinh, trung tá Bùi Hoàng Thao, theo phò đại tá Phạm Ngọc Thảo đứng lên làm đảo chính. Nguyễn Khánh lại trốn thoát được, chạy ra ẩn náu tại Vũng Tàu. Hội đồng tướng lĩnh đã họp khẩn cấp đề cử Nguyễn Chánh Thi làm tư lệnh quân đoàn giải phóng thủ đô, đem quân về dẹp loạn, buộc phe đảo chính phải rút lui. Quốc trưởng Phan Khắc Sử ký lệnh giải nhiệm Nguyễn Khánh. Chính Nguyễn Chánh Thi đứng ra ép Nguyễn Khánh phải lên đường sống kiếp lưu vong. Nguyễn Khánh đi, chiếc ghế quyền lực trở thành mục tiêu tranh chấp vô cùng gay gắt giữa 4 ông tướng trẻ: Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Chánh Thi và Nguyễn Hữu Có. Sự tranh chấp quyền lực giữa các tướng trẻ không thuyên giảm mà lại càng tăng thêm. Hội đồng tướng lĩnh phân thành 4 nhóm: Thiệu, Kỳ, Thi, Có. Giao vai trò quan trọng trong các cuộc đảo chính và phản đảo chính, tướng Thi bị xem như là một mối nguy cơ làm nổ ra đảo chính quân sự. 3 tướng còn lại hợp sức để chống đối, cử tướng Kỳ làm thủ lĩnh. Sự xung đột này mãnh liệt đến mức nhà báo Mỹ Francis Fitzgerald đã từng ghi lại là các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa cứ kháo nhau xem tướng Kỳ và tướng Thi ai đảo chính ai. Tính khí thất thường, cộng thêm việc ỷ mình có quá nhiều công trạng đối với các cuộc đảo chính và phản đảo chính, nên Nguyễn Chánh Thi coi trời bằng vung. 3 ông tướng kia đánh giá Nguyễn Chánh Thi quá nguy hiểm, tạm thời ngồi lại với nhau để triệt thi cho bằng được. Tướng Kỳ trở thành đầu tàu trong cuộc đối đầu gay cấn này. Chính phủ dân sự do Phan Huy Quát làm thủ tướng từ chức, hội đồng tướng lĩnh được triệu tập một phiên họp dưới sự chủ trì của Nguyễn Văn Thiệu để tìm kiếm một nhà lãnh đạo. Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Chánh Thi vẫn là hai đối thủ nặng ký, nhưng biết mình không được ủng hộ thì tuyên bố bỏ cuộc. Nguyễn Văn Thiệu được bầu làm quốc trưởng và Nguyễn Cao Kỳ làm thủ tướng. Nhằm xoa dịu phần nào sự cay cú của Nguyễn Chánh Thi, tháng 10 năm 1965, ông được thăng hàm trung tướng, giữ thêm cái hư danh đại biểu chính phủ trung phần. Nguyễn Chánh Thi vẫn không chịu ngồi yên, nuôi mưu đồ biến miền Trung thành lãnh địa riêng. Trong lãnh thổ trách nhiệm của ông ta, đặc biệt là tại Đà Nẵng, nơi quân đoàn 1 đặt bản doanh, thường xuyên nổi lên những cuộc biểu tình chống Thiệu Kỳ. Nguyễn Cao Kỳ không thể yên tâm khi loạn tướng Nguyễn Chánh Thi vẫn còn nắm trong tay một quân đoàn. Ngày 10 tháng 3 năm 1966, Nguyễn Cao Kỳ ký lệnh cách chức Nguyễn Chánh Thi vì lý do đã không ổn định được tình hình miền Trung. Tại phi trường Đà Nẵng, Nguyễn Chánh Thi đã bị Trung tướng Nguyễn Hữu Có, Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng ra lệnh bắt giữ, đưa về Sài Gòn giam lỏng. Đài phát thanh Sài Gòn thông báo, tướng Thi từ chức. Hội đồng quân lực quyết định cho ông ta ra ngoại quốc để chữa bệnh thối mũi. Ngày hôm sau, dân chúng Đà Nẵng, đa số là Phật tử, rầm rộ xuống đường đòi giải tán chính phủ quân sự do Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ dựng lên. Biểu tình nhanh chóng lan tỏa ra Huế. Hệ thống chính quyền tại hai nơi này hoàn toàn tê liệt. Một số lớn đơn vị quân đội ngả theo lực lượng biểu tình đã chính thức ly khai, như Trung đoàn 51 của Đại tá Đàm Quang Yêu, Tiểu đoàn 11 Biện động quân của Đại úy Nguyễn Thừa Du đã làm chủ tình hình thành phố Đà Nẵng. Tại Huế, Sư đoàn 1 bộ binh của chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận cũng theo phe ly khai. Chẳng đặng đừng, ngày 16 tháng 3 năm 1966, Nguyễn Chánh Thi lại được đưa ra Đà Nẵng nhằm trấn an dân tình. Nguyễn Cao Kỳ đã tỏ ra quá lúng túng và thiếu cân nhắc bởi chẳng khác nào thả cọp về rừng. Quả nhiên, Nguyễn Chánh Thi đã đứng hẳn về phía lực lượng ly khai. Tình hình trở nên hỗn loạn, Nguyễn Cao Kỳ phải điều động 4.000 quân, bao gồm thủy quân lục chiến,
nhảy dù và cảnh sát dã chiến. Dưới quyền chỉ huy của Nguyễn Ngọc Loan, ra Đà Nẵng dẹp loạn. Căng thẳng, các tay súng ly khai đã hờm sẵn trên nhiều ngã đường, sẵn sàng khai hỏa. Nguyễn Ngọc Loan bèn nghĩ cách chia rẽ, mua chuộc đại úy Nguyễn Thừa Du, hứa hẹn sẽ dành cho Du những chức vụ béo bở. Du siêu lòng, điều tiểu đoàn của mình ra Cầu Đỏ, để lại một lỗ hổng cố thủ rất lớn cho quân ly khai. Hành động của Du còn làm mất tinh thần đối đầu của quân sĩ Trung đoàn 51. Ngày 15 tháng 5 năm 1966, Nguyễn Ngọc Loan xua quân nhảy dù tiến ra thành phố và tái chiếm đài phát thanh Đà Nẵng. Giao tranh đã diễn ra khắp nơi, 150 quân nhân của cả hai phía đã ngã gục và hơn 700 người khác bị thương. Nguyễn Cao Kỳ đưa Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao ra làm tư lệnh quân đoàn 1 thay Nguyễn Chánh Thi. Khi máy bay đáp xuống phi trường Tây Lộc ở Huế, Trung úy Nguyễn Đại Thức đã nổ súng nhắm vào ông ta, nhưng viên đạn không trúng đích. Trung úy Thức đã bị hạ sát ngay sau đó. Mãi đến ngày 23 tháng 5 năm 1966, ổ kháng cự cuối cùng của quân ly khai tại Đà Nẵng, cố thủ trong chùa Phổ Đà mới chịu buông súng, quân của Nguyễn Ngọc Loan kiểm soát được tình hình. Ở Huế, đám tang Nguyễn Đại Thức đã biến thành một cuộc biểu tình rầm rộ. Phòng thông tin và thư viện Hoa Kỳ bị đốt, tổng lãnh sự Mỹ bị đập phá. Phe biểu tình đưa bàn thờ Phật xuống đường khắp nơi để cản bước đoàn quân của Nguyễn Ngọc Loan. Loan ra lệnh cho binh sĩ đạp đổ hết bàn thờ để dẹp đường, bắt giữ 190 quân nhân, 109 công chức và 35 nhân viên cảnh sát đã theo phe ly khai. 3. Lần lưu vong thứ hai và ước nguyện hồi hương bất thành. Vụ biến động miền Trung bị dẹp tan. Nguyễn Chánh Thi, Phan Xuân Nhuận, Đàm Quang Yêu, thị trưởng Đà Nẵng Nguyễn Văn Mẫn cùng một số quan chức khác bị bắt, giải về Sài Gòn. Sau khi bị đưa về Sài Gòn, ngày 27 tháng 5 năm 1966, qua những hoạt động trung gian của đại sứ Lodge và tướng William Westmoreland, tướng Kỳ đã gặp tướng Thi để bàn về số phận tướng Thi và tướng Đính. Tướng Kỳ đã đồng ý không đưa hai tướng ra xét xử ở tòa án binh với tội danh phản loạn, với sự bảo đảm của người Mỹ sẽ chu đáo và giúp ông ổn định đời sống của gia đình ông trên đất Mỹ. Ngày 14 tháng 7 năm 1966, hai tướng Thi và Đính bị hội đồng tướng lĩnh đưa ra kỷ luật với quyết định loại ngũ vĩnh viễn cả hai vị tướng này ra khỏi quân đội và đồng thời buộc tướng Nguyễn Chánh Thi lưu vong ra nước ngoài. Ngày 29 tháng 7 năm 1966, phát ngôn của chính phủ tuyên bố tướng Nguyễn Chánh Thi sẽ rời Việt Nam sang Mỹ để chữa bệnh. Ngày 31 tháng 7, ông lên đường qua Mỹ để chữa bệnh thối mũi. Trước khi đi, ông ném tất cả huân chương đã được tặng, chỉ giữ cái mền như là kỷ niệm cuối cùng của cuộc đời quân ngũ. Ngày 31 tháng 7 năm 1966, kẻ nổi loạn Nguyễn Chánh Thi bị áp giải ra phi trường Tân Sơn Nhất để bắt đầu cuộc sống lưu vong lần thứ hai. Trước khi lên máy bay, ông ta ném bỏ tất cả huy chương, chỉ giữ lại duy nhất chiếc mũ lưỡi chai như một kỷ vật. Tại Mỹ, những năm đầu ông ta được trợ cấp $600 mỗi tháng, theo chế độ trợ cấp cho một sĩ quan cao cấp hồi hưu. Nguyễn Cao Kỳ đã phản đối quyết liệt. Nguyễn Chánh Thi bị loại ngũ chứ không phải là giải ngũ. Thế là trợ cấp của Thi bị phía Mỹ hạ xuống chỉ còn $170 mỗi tháng. Túng quẫn, Thi từng phải làm bảo vệ cho một khách sạn nhỏ ở Los Angeles, rồi mở quán cà phê tại Arkansas. Tháng 2 năm 1972, sau 6 năm tha hương, Nguyễn Chánh Thi đã tự mua vé máy bay trở về Việt Nam như một dân thường. Nguyễn Văn Thiệu đã cương quyết ra lệnh cấm, không cho ông ta bước ra khỏi máy bay và đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Thế là Nguyễn Chánh Thi đành lủi thủi quay về Mỹ sống nốt phần đời còn lại, mà không ngờ rằng đây là lần cuối cùng ông ta có thể nhìn lại quê hương Việt Nam. Sau hơn 40 năm tha hương, ông qua đời lúc 6 giờ 42 phút chiều thứ Bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2007, giờ miền Đông Hoa Kỳ, tại Lancaster, Pennsylvania, thọ 85 tuổi. Các bạn vừa theo dõi Nguyễn Chánh Thi, chuyên gia đảo chính, ăn cháo đá bát. Bạn nghĩ sao về nhân vật này? Đừng quên để lại suy nghĩ dưới phần bình luận nhé! Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.